Bệnh nhân 65 tuổi này bị đau bắp chân đã lâu nhưng cố chịu, đến lúc tê bì có dấu hiệu tím từ cẳng chân trái xuống thì mới đi khám. Lúc chuyển vào bệnh viện Việt Đức, do hoại tử quá nặng nên từ chỗ chỉ bị thiếu máu mãn tính đã chuyển thành thiếu máu bán cấp không hồi phục, buộc phải cắt bỏ chân. Nếu trường hợp này để muộn hơn nữa thì còn có thể bị nhiễm trùng máu, nguy cơ tử vong cao. Nguyên nhân là hẹp và tắc các mạch máu, động mạch đến nuôi cái chi dưới. Từ động mạch chủ đến động mạch chậu đến các mạch ở đùi và cẳng chân, bàn chân. Đấy. Nguyên nhân chính của nó thì là do sơ vỡ mạch máu. Cái mạch nó bị hẹp và tắc dần lại cho nên là ở giai đoạn đầu ấy, thì cái chi của bệnh nhân nó sống tạm nhờ các cái tuần hoàn phụ, các cái nhánh phụ, nhánh bên nó gọi tuần hoàn phụ. Nuôi cái chi đó sống tạm được nhiều tháng, nhiều năm từ khi bắt đầu cái mạch trục chính nó tắc. Đến lúc đó số lượng mạch tắc có nhiều quá mà cái máu nó không đủ nuôi cái chi đó thì nó bắt đầu gây triệu chứng nặng lên và dẫn đến hoại tử. Còn để chẩn đoán xác định bệnh thì người ta có nhiều biện pháp, trong đó đầu tay là siêu âm Doppler mạch máu để phát hiện ra bệnh, sau đó thì bằng các cái chụp mạch khác nữa người ta sẽ chẩn đoán chính xác mức độ bệnh và đưa ra các giải pháp điều trị kịp thời. 6 đến 10 tiếng là thời gian vàng để can thiệp kể từ khi xuất hiện đau và tê bì ở bắp chân. Người có nguy cơ cao như trên 60 tuổi, có bệnh lý nền như mỡ máu, đái tháo đường, tăng huyết áp nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh và điều trị kịp thời.